Khổng Tử người quân tử lấy nhân nghĩa để tự vệ, đi ngoài đường không cần đeo bảo kiếm. Tử Lộ tên thật là Trọng Do là một trong những học trò ưu tú của Khổng Tử. Trong cuốn Khổng Tử Gia Ngữ, một tác phẩm quan trọng của nho gia do các đệ tử hậu thế của Khổng Tử biên soạn, có rất nhiều đoạn đối thoại kinh điển giữa Khổng Tử và học trò của mình. Và dưới đây là câu chuyện về tử lộ và hai lần khiêu vũ trước mặt khổng tử. Tử lộ múa kiếm Hồi nhỏ thì tử lộ không được giáo dục về lễ nghĩa nhưng lại là người tu học võ thuật. Khi ra cửa thì tử lộ thường hay mang trường kiếm bên hông, đầu cài long vũ, cổ đeo răng lợn trừng. Tử lộ cho rằng những điều này sẽ mang lại dũng khí và hình tượng uy dũng cho mình. Tử lộ nghe danh khổng tử từ lâu là người thấu tình đặc lý, lễ nghĩa vuông tròn. Một hôm tử lộ mặc võ phục uy nghiêm đến bái kiến khổng tử. Sau đó thì tử lộ đứng dậy thi triển võ thuật phi phạm của mình. vẻ mặt dương dương tự đắc, vui mừng hớn hở nói rằng Phu tử, quân tử xưa kia cũng giống vạn bối dùng bảo kiếm để tự vệ chăng? Khổng tử đáp, quân tử xưa kia dùng trung nghĩa làm mục tiêu theo đuổi làm người lấy nhân đức làm đạo để tự vệ không ra khỏi lều tranh cũng có thể biết được việc đại sự trong thiên hạ gặp người bất thiện thì dùng lòng chân thành để cảm hóa họ gặp người hung ác bạo ngược thì dùng nhân nghĩa để an định tâm họ như vậy thì cần gì đến bạo kiếm cơ chứ tiểu lộ nghe xong liền cảm khái và nói cho đến hôm nay vạn bối mới nghe được lời này. Từ nay trở đi vạn bối nguyện thành kính theo phu tử, học tập. Vậy là tử lộ bắt đầu mặc áo nhà nho, mang lễ đến bái khổng tử làm thầy. Khổng tử là người tinh thâm âm nhạc, có thể chơi được rất nhiều loại nhạc cụ, lại có thể sáng tác được vũ nhạc. Vậy nên sau khi nhận tử lộ làm học trò, khổng tử đã dạy tử lộ âm luật, chơi đàn để dùng đức âm nhã nhạc, điều hòa tâm tính, giúp tử lộ tỉnh tọa suy nghĩ, tu trì bản thân. Tử lộ múa khiên một lần khổng tử chu du liệt quốc không may gặp cảnh bần cùng ở ngoài thành, gần như đến lương thực cũng không có mà ăn. Lúc này khổng tử đang hát tại phòng khách, thì tử lộ bước vào thấy sư phụ ung dung thanh thản như vậy. liền vội vàng hỏi, thưa thầy, thầy hát lúc này phải chăng là phù hợp với yêu cầu của lễ? Khổng tử nghe thấy nhưng không trả lời, mãi cho đến lúc hát xong mới đáp. Người quân tử yêu thích âm nhạc, nguyên nhân là bởi khi ca hát, tâm thái người hát được tĩnh tâm, bình lặng. Hồi tưởng quá khứ suy xét bản thân, trừ bỏ đi khí kiêu ngạo của mình. Tiểu nhân thích âm nhạc là bởi trong khi ca hát, người hát được bỏ đi tâm thái sợ hãi, mục đích là hoàn toàn khác nhau. Đã xong không tử nhìn tử lộ vẫn không vui, liền tiền tay lấy cái khiên cho tử lộ múa. Vũ đạo là một môn bắt buộc mà các nhân sĩ triều chu phải học khi múa vũ đạo có thể hiểu được đức hạnh của một người, đồng thời đó cũng là một loại phương tiện thể hiện cảm xúc của mình. Tiểu lộ múa liên tiếp ba lượt, cuối cùng tâm tính cũng bình lặng trở lại, thành kính mà tiếp nhận sự giáo huấn của thầy. Trong nghịch cảnh khó khăn, thống tử vẫn có thể gây đàn ca hát, dạy học không ngừng thật là điều khó thấy, không lâu sau đó thì cứu binh của nước sở đến thầy trò khổng tử cũng qua cơn hoạn nạn. Sau khi chu du liệt quốc khổng tử cùng với học trò trở về đất lỗ, một hôm đang trên đường đi thì khổng tử ngửi thấy hương thơm của hoa lan bay đến, lần theo hương thơm, sau cùng tìm thấy một nhành lan rừng đang nở. Lúc này khổng tử mới nói hoa lan sống trong tịch cốc, không vì nơi không người biết đến mà không tỏa hương thơm. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi mình, giống như người quân tử chính trực, kiên cường, cao khiết nó chính là quân tử chân chính. Sau đó thì khổng tử sáng tác khúc ỷ lang Thao để cổ vũ học trò. Các cuộc đời của khổng tử luôn lấy việc khôi phục lễ nhạc của nhà Chu làm trách nhiệm của bản thân. Ông cho rằng tín ngưỡng đối với thần và thiên địa của nhà Chu mới giúp con người tìm được cái gốc căn bản làm người. Với chí nguyện như vậy, khổng tử đã dành cả đời của mình để giáo hóa dân chúng, dùng bản thân để điểm hóa học trò tiếp thu việc dùng nhạc vũ để hóa đồ. Thiết nghĩ, con người chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù xã hội có phát triển đến đâu chăng nữa, nếu như con người không thể dùng được đạo đức và nhân phẩm của chính mình để làm nền tảng căn bản duy trì sự phát triển của xã hội thì mọi sự việc, mọi sự phát triển vào mục đích truy cầu cũng chỉ như tìm hoa trong gương, tìm trăng dưới nước mà thôi. Huyền bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bài...